Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì hôm nay em cũng sẽ khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình. Thì hôm nay thì phải nói thật sự là sẽ có rất xuất hiện rất nhiều siêu phẩm với các cái mẫu của Dominic này, phiên bản cơ của Đức này, rồi là phiên bản của Zeppelin cũng của Đức này. Ngoài ra thì sẽ có quân đội của Nhật và một vài thương hiệu khác nữa. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em nhé, để có thể đón chờ những siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Và mọi người yêu thích cả mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585842. Bên em thì sẽ chuyên cung cấp về các mẫu đồng hồ chính hãng và được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Đấy, vì thế mọi người hãy bấm đăng ký kênh cũng như bật phần chuông thông báo để liên tục cập nhật mã hàng mới ạ. Và em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì hôm nay em có đấu về để cho cả nhà mình với phiên bản này. Đó chính là phiên bản của Aozela Japan. Đó, phiên bản này sẽ là phiên bản nội địa của Nhật mọi người nhá. Full hộp này. Đấy, và nó cũng sẽ có giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Để em sẽ cho cả nhà mình cùng xem. Đây là giấy tờ. Đấy, và có cả ngày mua hàng luôn. Đây nhá, cái mẫu này là em mua trực tiếp ở trên cửa hàng của Nhật. Vì thế cho nên là khi mà thời điểm mình mua ấy, đấy là người ta sẽ có luôn cái ngày mua hàng và có năm luôn. Đấy, và đây là có mã số của sản phẩm luôn nhé mọi người nha. Cái mẫu này là em mua trực tiếp ở trên cửa hàng, vì thế cho nên là nó mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Mọi người có thể về mang đi tặng. Đấy, rất là ok. Với bản Aozela này thì đây là một cái thiết kế form của nó là form của Rolex, rất là đẹp. 3 kim, một ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và ô cửa sổ lịch này thì nó sẽ có kính lúp ý, giúp cho mình có thể quan sát lịch ngày rất là dễ dàng. Đặc biệt ở phiên bản này là màu xanh lá. Vì bình thường mọi người biết là gần như tất cả các thương hiệu ấy, để có những cái mẫu màu xanh lá thì nó cực kỳ hiếm hàng. Gần như là nó không có mấy đâu. Đa số là người ta thường là người ta làm màu xanh dương, hoặc là kiểu dạng như là màu trắng, đúng không ạ? Hoặc là kiểu màu xanh than than này này. Đấy, nhưng ở đây sẽ là một cái màu xanh lá. Đeo lên tay vừa đẹp này, vừa sang, vừa lạ. Đấy, và đây em nghĩ là một cái phiên bản mà rất là xứng đáng để mọi người sở hữu. Mặt bên trong nhá, để anh chị nhìn kỹ này, với các cái đường trải vân phía bên trong, kim này, cọc số, thanh mảnh đẹp rõ ràng, toàn bộ phần viền vỏ cho đến dây thì đều được làm bằng chất thép 316 và nó là thép trắng, thế cho nên mọi người rất là dễ đeo. Và kể cả mọi người sử dụng thời gian lâu đi chăng nữa ấy, mà lỡ mà có va quệt vào đâu đó thì nó cũng sẽ không bị lộ, nhỡ có chảy xước đúng không ạ, nó không lộ. Đấy, nó rất là hay là như thế. Nó có dây thép phay xước ở hai bên này, sáng bóng ở giữa này, núm này, dây này, chốt khóa này, còn nguyên siêu. Đây, và đây đằng sau đây, Made in Japan, phiên bản nội địa của Nhật nhá. Tức là nó được sản xuất, lắp ráp, tất cả các chi tiết và linh kiện đều ở tại Nhật hết. Với độ chống nước của bản này sẽ là 100m. Size mặt 35. Càng của phiên bản này sẽ là 43. Em đeo thử lên tay cho các bạn mình xem. Cái mẫu này mà đeo lên tay thì thực sự là không thể chê một điểm gì luôn. Rất đẹp, rất là xuất sắc. Thấy chưa? Và đây là phiên bản mà dành cho anh nam tay vừa và nhỏ. Nói chung là hơi to một chút xíu thì mình cũng vẫn có thể là đeo được. Đối với mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 1.650.000. 1.650.000, và bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở mã 341. 1650 mã 341. Mới nguyên zin nhá, nên mọi người có thể là mang đi tặng. Đó. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 342. Phiên bản 342 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là ở một cái mẫu quân đội của Nhật. Đối với bản quân đội của Nhật này thì đây là một cái thương hiệu mà em nghĩ là sẽ được rất nhiều các anh nam mong đợi luôn. Bởi vì là cái về ngành quân đội của Nhật thì mọi người biết rồi. Đó là kiểu dạng như là người ta dành riêng, chuyên biệt riêng cho ngành quân đội ấy. Thế cho nên là từ các cái chi tiết, các cái linh kiện, các cái bộ phận ấy, nó phải chuyên biệt riêng. Và gần như là nó là những cái gì mà tốt nhất. Bởi vì ngành quân đội nó phải là kiểu dạng như là nó phải chuyên nghiệp này, rồi đúng không ạ? Rồi là nó có những cái đặc thù riêng. Đấy, ở đây thì cái Kentech nó sẽ là một cái công ty đại diện để mà sản xuất ra các cái mẫu đồng hồ dành riêng cho ngành quân đội. Đấy, và đây là giấy tờ hướng dẫn sử dụng, hộp đầy đủ. Đấy, hộp này, nắp hộp này. Đây. Đây là tên tiếng Anh và đây là tên viết tắt của thương hiệu, đó là GSDF. Japan Safe Defense Force. Dịch ra kiểu dạng như là lực lượng tự vệ gì gì đó. Nói chung là liên quan đến quân đội. Dạ vâng. Với phiên bản này là phiên bản 3 kim, một đôi cổ sở lịch ở vị trí góc 4 giờ. Đây là biểu tượng đặc trưng của trong ngành quân đội. Đấy, và ở đây là một cái phiên bản với độ chống nước là 100m và cũng sẽ là mẫu sử dụng, đó là solar, pin năng lượng mặt trời.
cái pin năng lượng mặt trời này thì nó có cái tuổi thọ pin rất là lâu rồi, đúng không ạ? Và nó rất là hữu ích trong các cái công việc, ví dụ như là trong ngành quân đội, vì là người ta cũng sẽ phải hay ở ngoài trời nhiều, nên hay tập luyện ở ngoài trời ạ. Vì thế cho nên là với những cái như thế này thì nó sẽ tích cực nhiều năng lượng hơn. Đấy là tuổi thọ pin nó sẽ rất là lâu. Đấy, và ví dụ như có những cái công việc đặc thù của họ thì không bao giờ sợ phải lo hết pin hay gì cả. Đối với mẫu này thì bộ kim và cọc số sẽ có dạ quang sáng ở cho định cảnh sáng kém. Nếu mọi người nhìn thấy này, cái logo nhá, cái logo ở ngoài này này, đúng không ạ? Thì nó sẽ nổi in rõ rồi. Nhưng mà nó còn có một cái logo chìm ở phía bên trong lòng mặt này. Đấy, logo chìm. Nếu mà mình nhìn như thế này thì nó sẽ là màu xanh, à màu đen. Đấy, nhưng mà khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ là một cái màu xanh. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, Kentech này, solar, độ chống nước 100m, một lịch ở vị trí góc 4 giờ và bộ kim cọc số đều sẽ có dạ quang. Made in Japan, phiên bản nội địa, tức là được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết và linh kiện đều ở tại Nhật hết. Toàn bộ phần viền vỏ đấy đều được làm bằng chất thép, và trên này của nó sẽ là theo kiểu dạng sáng bóng này, cạnh này. Đấy, thì đây là phần viền và đây là núm nhá, thì nó sẽ có một cái núm ở vị trí góc 4 giờ. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Độ chống nước này. Đấy, Crab by Kentech này, mã check này. Và nó có một cái hình máy bay. Đấy, hình máy bay chắc là ngày này thì nó chuyên cho ngành gọi là ngành không quân. Đấy, made in Japan, phiên bản nội địa. Tức là về cái thương hiệu này thì nó sẽ có những cái mẫu đồng hồ dành riêng cho từng lĩnh vực của trong ngành quân đội đấy, ví dụ như là hàng không này, trong ngành hải quân này. Hải quân nhá, rồi là có cả kiểm lâm nhá. Như hôm trước lâu lâu rồi em cũng có về một bàn kiểm lâm. Đấy. Và đây là dây nhá mọi người nhá. Dây này. Đấy, dây của nó sẽ là dây NATO ấy, mà hay gọi là dây dù đấy ạ. Đấy, dây dù quân đội ạ. Đây, dây. Đấy, chốt khóa này, nguyên zin này. Đó. Ở bàn này thì sẽ dành riêng cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nhá. Đó là size 42. Và càng của nó sẽ là 50.2. Đó, dành cho anh nam tay vừa và hơi to, đeo lên tay vừa đẹp vừa sang, khỏe khoắn, nam tính, mạnh mẽ. Và ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.450.000. 2.450.000, mẫu này sẽ ở mã 343. À, mã 342, lỗi ạ, 342. Đó, full hộp nha mọi người nhé, có giấy tờ đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 343. 343 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là ở một cái mẫu cơ. Đây là phiên bản cơ, và phiên bản này là phiên bản cơ của Dominic. Đối với phiên bản cơ của Dominic này thì mẫu này thì mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Nhưng mà cái mẫu này thì em đấu về cho cả nhà mình là mẫu này nó không có hộp đâu. Đó, vâng, nó không về hộp đâu nhá, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đó. Và đây là cái phiên bản mà nó có rất nhiều chức năng. Mẫu này cũng sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Đối với bản này là bản cơ tự động và có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Đấy, như mọi người thấy ở đây này, đúng không ạ? Cái kim dây của nó ấy, nó là một cái kim dây, rất là kim dây quạt. Kim quạt. Đấy, và đây nhá, kim quạt này. Nó chạy hết đến số 60 ấy, tức là nó chạy được một vòng đấy ạ, đúng không ạ? Được 1 phút thì bắt đầu là nó sẽ trở cái về vị trí ban đầu. Và không phải là dòng nào người ta cũng có sử dụng được cái phần cái cơ chế đó là cái kim quạt này đâu. Đấy, bởi vì đây là một cái dòng cơ, đúng không ạ? Và tất nhiên là cái bộ máy của nó sẽ phải được nâng cấp cải tiến lên rất là nhiều để có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng. Bởi vì là cơ bình thường thì nó chỉ chạy khoảng độ tầm 3 kim. Sau đó là nó có thêm một cái số lịch thôi, đúng không ạ? Nhưng ở bàn này nó có cả lịch ngày nhá, lịch tháng, lịch thứ. Và đây là kim dây, kim quạt. Đấy, và nó có đến tận 5 cái núm luôn. 5 cái núm. Bây giờ em sẽ test luôn từng các chức năng cho cả nhà mình này. Khi mọi người bấm vào núm này nhá. Đấy, là nó sẽ chuyển lịch. Đấy chưa? Đấy, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Đấy, đấy là nó sẽ chuyển lịch nhanh. Còn ở đây là núm này thì nó sẽ chỉnh lịch tháng. Đấy, đúng không ạ? Theo từng tháng của một năm. Thế còn núm ở vị trí phía dưới này thì khi mọi người bấm vào đây thì nó sẽ chuyển, đó chính là lịch thứ. Đấy chưa? Ngoài ra thì cái núm ở đây này, núm ở trên này này thì nó sẽ là cái núm đường xoay trong. Đấy, mọi người sẽ xoay như thế này thì nó sẽ là núm đường xoay trong. Còn cái kim ở này thì nó sẽ là kim dây rồi. Đấy, nó chạy hết được một phút nhé thì bắt đầu nó lại trở về vị trí ban đầu. Nó rất là hay là như thế, và không phải dòng nào nó cũng có cái cơ chế này đâu ạ. Cái kim giờ, kim phút này thì nó sẽ là kim kiểu dạng như là kim hình búp sen ấy. Em thì cứ hay gọi là kim búp sen. Đó, đây, kim giờ, kim phút, dạ quang sáng ở trong định cảnh sáng kém. Mọi người thấy mặt đồng hồ đẹp chưa? Đó, bắt sáng rất là tốt nhá. Từ phần viền này, vỏ này, niềng này, cạnh này, vừa phanh sức vừa sáng bóng, nó sẽ kết hợp với nhau. Mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Độ chống nước là 50 TM, dây chốt khóa nguyên zin.
mặt trước này mặt sau automatic and hand winding, tức là vừa là cơ tự động vừa có trợ có tay đi kèm. Đó, water resistant là 5 ATM đây. Tag mark đầy đủ nhá. Đây dây đẹp chưa? Dây thép đúc này. Đây, tag mark đây. 89.000 yên. Dominic, tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn chục triệu. Dạ vâng, tương đương với khoảng 15 16 triệu đấy, không hề rẻ một chút nào với phiên bản này đâu. Với mẫu này thì sẽ có size đó là size 43. Và càng của nó sẽ là 50.3. Đấy, chỉ tiếc là mẫu này nó không có hộp thôi. Mẫu này thì các anh chị về thì mọi người yên tâm là em vẫn gửi cái hộp đỏ của bên nhà em cho mọi người nhá, nên các chị yên tâm. Đấy. Đây, hộp này. À quên, đây là mặt kính này, viền này, vỏ này, dây này. Bản này chỉ dành cho anh nam tay vừa và hơi to ấy ạ. Mẫu này thì em để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3.450.000. Dạ vâng, 3.450.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 343. 3.450.000 mã 343. Mới nguyên zin. Rất đẹp và rất là xuất sắc. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 344. Phiên bản 344 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là bản cơ rồi đúng không ạ? Và đây em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái bản của Zeppelin. Đấy, đợt này thì em cũng lại đấu về được cho cả nhà mình với một cái bản Zeppelin. Nhưng mà cái mẫu này thì size nhỏ thôi. Thì một là anh nam tay nhỏ, hoặc nếu không thì là chị nào nữ tay to thì mọi người sẽ đeo được ở phiên bản này. Đấy, đây là bản Zeppelin. Với cái thương hiệu Zeppelin thì mọi người đều biết nó là một cái thương hiệu đến từ Đức. Dạ vâng, và rất là nổi tiếng về, như là về cái thương hiệu này khi nhắc đến là về máy bay ấy. Đúng không ạ? Đấy, máy bay. Và ở đây thì nó sẽ có, ở đây đó là lịch ngày. Ngày này, thứ này. Đấy, có ở đây nữa, đó chính là cái 52 này. Thì em không rõ là 52 này là nó tính theo kiểu 52 là như thế nào. Thì như đến lâu lâu rồi em cũng có về một bản này thì cũng có các anh có nhắn tin, có bình luận ở dưới, đó là do cái này là tính theo tuần, 52 tuần hay là gì đó thì em không rõ lắm. Thì cái phần chức năng 52 ở chỗ này thì mọi người có thể về tìm hiểu thêm giúp cho em nhé. Ở đâu là ở đây thì em biết là có lịch ngày, thứ. Đấy, và ở đây có, đây là kim giờ, kim phút, kim giây rồi. Và đặc biệt ở trong phiên bản này sẽ là chạy chức năng lịch moon phase. Và cái cơ chế lịch moon phase thì như mọi người biết là không phải dòng nào nó cũng sử dụng được cái chức năng lịch moon phase. Bởi vì cái cơ chế bộ máy của nó phải thật sự là rất là kỳ công và phức tạp thì nó mới chạy được cơ chế lịch moon phase. Vì là cái cơ chế lịch moon phase này là lịch tuần trăng. Đấy, chứ nó không phải lịch trăng sau ngày đêm. Nếu như mà lịch trăng sau ngày đêm ấy thì mình chỉ cần xoay kim 24 giờ một ngày thì là ban ngày là trăng, à ban ngày là, đúng không, ban ngày là nó sẽ có cái mặt trời đấy, đúng không ạ? Ban tối của nó sẽ là trăng sao, à, trăng sao. Đấy, thì là mình sẽ biết ngay. Nhưng ở đây thì nó lại là kiểu dạng như là mình xem được đó là cái lịch âm ấy ạ. Mình xem được cái lịch âm. Ví dụ như là ngày 15 thì nó sẽ lên trăng, và trăng của nó sẽ ở vị trí trung tâm, tức là 15 là trăng tròn. Đấy, là ở vị trí trung tâm như thế này là mình sẽ biết được là à thời điểm đó nó đang là giữa của tháng âm. Đấy, thì là mình sẽ biết ngay. Đấy nhá, thì với cơ chế mà cái phần tuần như thế này thì anh chị về có thể tìm hiểu giúp em. Còn đây là cơ chế lịch moon phase, lịch tuần trăng. Đó, đây là viền, vỏ, cạnh. Đấy chưa? Đấy, viền nhá, núm này. Thì ở đây nó sẽ có các cái núm để mà mình bấm chỉnh nhá. Đúng không ạ? Đây là núm này. Cái núm này là núm ẩn ạ. Đây là logo biểu tượng của Zeppelin. Và đằng sau đáy đây, độ chống nước là 3 ATM, có mã này. Đây là phiên bản LZ129 Hindenburg. Đấy, đây các anh chị có thể tìm hiểu với dòng 7039-3. Đấy, Made in Germany, tức là nó sẽ được sản xuất lắp ráp tất cả chi tiết linh kiện đều tại Đức hết. All stainless steel. Và đây là dây, dây handmade mọi người nha. Dây handmade tại Đức luôn này. Đó, dây handmade tại Đức. Dây, chốt khóa. Đó, rất là đẹp luôn. Với mẫu này thì trên trang eBay mọi người có thể là tìm ấy. Bởi vì là cũng từ cái lâu hàng lâu lắm rồi em về thì mọi người cũng biết là giá hãng của các cái mẫu như thế này thì giá nó khá là cao. Và đặc biệt là trên trang của các trang eBay giá khá là cao, không hề rẻ đâu ạ. Size 36 nhé, mẫu này size 36. Và càng của phiên bản này sẽ là 39.3. Đấy, như của tay của em nhé là 16.5 là em đeo vừa luôn. Nên là nếu mà anh nam tay nhỏ thì mọi người đeo được, tay thật nhỏ nhé. Hoặc là chị nào nữ tay to mà thích ở các cái dòng này mọi người vẫn có thể đeo. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.950.000. Dạ vâng, 2.950.000 nhá. Bản này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 344. Nếu mà mọi người có cần em check thì các chị có thể nhắn qua Zalo và em sẽ check gửi hình ảnh cho cả nhà mình.
Đấy, và gửi mã cho cả nhà mình. Thì cả thì anh chị có thể check hoặc em check luôn hộ giúp cho cả nhà mình luôn. Đó, tiếp theo sang ở mã 345. Mã 345 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu của Citizen. Bản này thì phải nói thực sự là quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Vì cái màu của nó không chỉ dừng lại vì cái màu của nó là màu nâu cà phê đâu. Cái màu nâu cà phê là một cái màu mà luôn luôn là được gọi là thị trường rất là ưa chuộng. Đấy, và rất là dễ đeo. Đây mọi người thấy không ạ? Đây. Nó vẫn còn nguyên cả cái tag của nó, chính là tag của Eco Dry. Và mẫu này thì chưa qua sử dụng này, nó còn nguyên cả cái tem trên này luôn nhé. À, về ở phiên bản này ý, thì nó về một cái hộp rất là đẹp. Đây này. Hộp của nó thì nó sẽ ghi đó là Atisa 30 kỷ niệm 30 năm. Đấy, còn đây là hộp. Đấy, hộp của Citizen, hộp to và rất là đẹp luôn. Đấy, gối này. Giấy tờ. Đúng không? Giấy tờ mua bán có đầy đủ. Đấy. Mẫu này chưa qua sử dụng nha mọi người nha. Đây, Citizen. Ở bản này thì nói chung là riêng về cái dòng này thì nếu mà anh chị là một người đam mê về Citizen thì em nghĩ là mọi người sẽ biết đến với phiên bản này. Bản này là bản 6 kim nhá, nhưng mà nó có nhiều chức năng lắm. Đầu tiên ý, thì về cái chức năng của nó chính là chức năng Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời đấy. Bởi vì nó là một trong các cái dòng pin sạc năng lượng, nhưng mà nó sạc bằng ánh sáng của mặt trời. Nên là nó sẽ rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Rất là tiết kiệm. Và thứ hai nữa đó là cái tuổi thọ pin nó lâu. Đấy, thứ ba nữa đối với phiên bản này thì nó không chỉ dừng lại đó là Eco mà nó lại còn có màu mặt nó rất là đẹp như lúc đầu em tiên em đã nói rồi. Tiếp theo nữa đó là về chức năng. Ở đây nó có chức năng thời gian này, sonograph này, LMT này, báo thức này. Đấy chưa, có đầy đủ chức năng trong phiên bản này. Thì mọi người sẽ rút cái núm này. Đấy, là mình chuyển. Ví dụ như chuyển đây là sẽ chuyển về chế độ báo thức. Đấy chưa? Đấy, còn đây là mình chuyển này, về là về thời gian này. Ở đây là sonograph này. Đấy, thì về cái cơ chế hay là cái sử dụng như thế nào ở các cái chức năng này thêm này thì mọi người có thể là tìm với module của nó chính là Citizen dòng E620. À, E820. Chữ nó nhỏ quá. Đây E820 đây mọi người này. Đấy, mọi người sẽ tìm với E820 nhé. Citizen E820 thì người ta sẽ có các cái video hướng dẫn ở trên YouTube ấy. Người ta hướng dẫn rất là chi tiết về các cái cách chỉnh như thế nào, cách sử dụng ra sao, để mình có thể là tối ưu được ở trong cái phiên bản này các cái chức năng của nó. Đó, và ở đây nhé thì mọi người thấy là mặt bên trong màu nâu cà phê đẹp này. Đúng không ạ? Các cái chức năng báo thức rất là thuận tiện cho công việc của mình này. Cho sonograph này. Đấy, rồi là nó sẽ có cả đây báo thức on-off này. Có cả cái tiết kiệm năng lượng này. Đấy chưa? Đây là cảnh báo này, cài đặt này. Ở giờ là Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật nhé mọi người nha. Đó là các cái chi tiết này, nó sẽ được sản xuất này, lắp ráp tất cả các chi tiết, tất cả các linh kiện đều ở tại Nhật hết. Đấy, bấm này. Viền này. Dây này. Dây nhá, thì dây của nó sẽ là dây phay xước và ở trên này này, đúng không ạ? Cái đường chỉ ở giữa này này, nó sẽ có một cái đường chỉ nó nổi lên trên. Dây chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Made in Japan. Đấy, Eco Dry, phiên bản nội địa Nhật. Dây chốt khóa. Mẫu này thì rất là đẹp và rất là mới dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Bản này đeo lên tay thì bao đẹp luôn. Size 40. Càng của nó sẽ là 46.8. Đấy, đây, như cổ tay của em này là 16.5 mọi người thấy không? Vừa đẹp, vừa sang, vừa ôm tay. Mẫu này thì em đang để luôn cho cả nhà mình đó là 3.350.000. Dạ vâng, 3.350.000. Giá hiện tại của mẫu này thì nó đang dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 8-9 triệu gì đó. Đấy, tức là nó gần đắt như bản cơ luôn rồi đấy ạ. Rất nhiều các mẫu dòng của Citizen nhá, giá của nó còn đắt hơn cả bản cơ luôn. Mã 345, full hộp. Tiếp theo sang ở mã 346. 346 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một phiên bản, cũng là một cái phiên bản mà em nghĩ là nó rất đẹp, rất là độc lạ luôn. Không phải độc lạ nữa mà nó rất là hiếm hàng luôn ý. Đây là phiên bản Seiko. Và phiên bản Seiko này là phiên bản Seiko Premier. Vâng, nó cũng thuộc vào trong dòng cao cấp của Seiko. Và đây là, vì là mọi người biết là Seiko thì trong cái dòng cơ ấy, nó cũng sẽ có dòng Seiko Premier. Đấy, còn đây là phiên bản Pin Premier.
Đó, mặt nha, mọi người nhìn mặt bên trong này này, nó có ô kẻ ô vuông này. Đấy chưa? Đấy, chức năng chronograph. Nó có cả chức năng báo thức. Đây là kim kim trôi nhá, kim trôi này. Mặt đồng hồ rất là đẹp, mặt kính thì chưa hề có một vết xước sát gì cả. Form của nó thì nó sẽ lại là một cái form hình chữ nhật. Đấy, rồi mọi người thấy dây này. Đó, đúng không ạ? Vừa phay sức vừa sáng bóng kết hợp với nhau, chốt khóa nguyên zin. Nói chung là bản này form cực kỳ đẹp luôn. Premier, à kính sapphire nhé mọi người nha, kính sapphire. Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này và không phải dòng nào nó cũng có kính sapphire đâu ạ. Vì thường Seiko thì đa số là kính cứng cường lực. Càng size mặt của nó sẽ là size 35.8. Càng của nó sẽ là 47.2. Mẫu này thì mặc dù đã qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Nhưng chỉ hơi tiếc một cái đó là cái dây này này còn cho cổ tay 17.5. Mọi người nghe kỹ cho em nhé. Đó là dây còn cho cổ tay 17.5 đổ xuống thôi. Còn nếu mà tay to hơn thì sẽ không đeo được ở phiên bản này. Đó, và phải nói là mặt của nó cực kỳ đẹp và rất là xuất sắc. Cái này mọi người nhìn ở ngoài, nhận hàng bên ngoài ấy, các chị sẽ thấy là nó xuất sắc hơn rất nhiều trên video luôn. Đó, và với bản Seiko này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu 350 nghìn. Dạ vâng, 2 triệu 350 nghìn nhá. Mẫu này sẽ ở mã 346, mã 346. Mọi người có thể check lên là giá của nó cũng khá là cao đấy. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 347. Phiên bản 347 thì em lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là ở một cái mẫu mẫu cơ nhá, mẫu cơ của Đức đi. Em lên luôn cái mẫu cơ của Đức, à mẫu cơ của Đức này. Cái bản cơ này là bản cơ cót ạ. Là bản cơ lên dây, nhớ nghe kỹ cho em nhá. Đây là bản cơ lên dây. Cảm ơn, chứ nó không phải là bản 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 auto. Đây, nhưng mọi người thấy bộ máy của nó đẹp không? Đấy, bộ máy của nó rất là đẹp nhá. Đây, Morgan, thương hiệu Morgan. Germany. Đấy, đây, độ chống nước của nó là 50 TM stainless. Đây là mẫu limited edition phiên bản giới hạn nha, limited. Tổng số lượng của nó là 500 chiếc và bản này là phiên bản thứ 383 trên 500 chiếc. Núm này. Đó, nghe thấy tiếng cót đúng không ạ? Mặt bên trong ấy, cái này mọi người phải nhìn ngoài mọi người mới thấy được cái mặt bên trong. Thì khi mà ánh sáng nó chiếu vào này, mọi người thấy cái mặt bên trong không ạ? Nó giống như là mặt mặt người ta gọi là mặt đường vân carbon ấy, mặt đường vân carbon, và cái dây này của nó cũng thế này. Đấy, dây của nó cũng sẽ theo kiểu dạng như là dây dây với các cái từ các cái sợi dây carbon ấy. À, bên trong thì bộ kim này, cọc số sẽ đều có dạ quang rất là sáng ở trên điều kiện sáng kém này. Đây phần viền này, vừa phay sức vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Nói chung là đây là một cái mẫu mà em phải nói thực sự là cực kỳ đẹp và rất là xuất sắc. Bởi vì đây là một trong các cái mẫu limited edition phiên bản giới hạn size 45. Đấy, cơ cót của Đức nha mọi người nhá. Size 51.8. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Đây dây này. Cái dây này thì biết bao giờ cho nó hỏng. Trừ khi nào gọi là mình bỏ đi thôi, chứ còn còn cái dây này thì các cái sợi này rất đẹp luôn nhá. Khâu tay này. Bản này dành riêng cho anh nam tay vừa và hơi to nhá. Và mẫu này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, đó là 3.650.000. Dạ vâng, 3.650.000 mã 347. Tiếp theo sang ở mã 348. Phiên bản 348 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 348. Đó là ở một cái mẫu này. Mẫu này là phiên bản của Savatamara, thương hiệu của Ý nhá. Mẫu này thì em có về là full hộp, có giấy tờ đầy đủ ở phía bên dưới rồi. Bản này thì được một cái đó là cái thương hiệu của Savatamara, nó là một cái thương hiệu mà được rất là ưa chuộng ở thị trường của Nhật ấy, và thị trường của gọi là các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các cái vùng gọi là Đông Nam Á đúng không ạ? Đấy, vì là giá thành của nó rất là hợp lý, phải chăng, và thứ hai nữa là mẫu mã của nó đẹp. Ví dụ như mẫu này thấy mọi người thấy không? Mẫu mã rất là đẹp, rất là lạ luôn. Đó, Savatamara. Tổng cộng của nó sẽ là 56 kim nhá. Đây nó cũng có lịch kim 24 giờ này, có lịch thứ này, à đây là lịch ngày và lịch thứ. Lịch thứ thì nó lại có một cái phần dư ra như thế này. Đấy, và đây nó là lịch thứ, nó theo một cái kiểu dạng như một cái hình lưỡi liềm ấy. Đấy đúng không ạ? Theo một cái hình trăng lưỡi liềm, và nó sẽ làm giống như là cái giả lỗ cơ ở phía bên trong. Savatamara, đây là phần viền, núm. Mặt trước này, mặt sau. Đây là mã check, độ chống nước của nó sẽ là 3 TM. Và mẫu này thì mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Tag mark đầy đủ. Đấy, của Savatamara. Cái là mẫu này rất là lạ nhé, đúng không? Cái này kể cả mọi người để đeo, để sưu tầm ý, nó cũng rất là xứng đáng luôn. Form đẹp, form lạ. Size mặt là size 45. Và càng ở phiên bản này sẽ là 54.2. Như cổ tay của em đấy, đó là 16.5, thì cái này phải
cổ tay tầm các anh 17, 17, 5 đổ lên ý, thì sẽ là đẹp hơn. Đó. Và mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình nhá. Đó chính là 2 triệu 2. 2 triệu 200 nghìn. Rất đẹp, rất là độc lạ. Đúng không ạ? Với cái thiết kế đó là hình hình chữ hình lưỡi liềm ý, trang hình lưỡi liềm. Mã 348 nhé, full hộp mới nguyên zin cho qua sử dụng. Tiếp theo sang ở mã 349. Mã 349 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình, đó là ở một cái mẫu có hộp này. Cái mẫu có hộp này thì mẫu này thì em chia sẻ một chút xíu, đó là cái mẫu này thì cái hộp về là nó bị vỡ rồi. Cái này là hôm trước là em cũng đã lên cho cả nhà mình rồi, cũng có anh khách chốt rồi. Nhưng sau đó thì hàng tới nơi rồi cũng không có liên lạc được. Vì thế cho nên là em cho hoàn về. Đấy, thì đây nhá. Tôi nó dính luôn cái da và ghế này rồi. Thì ở đây là cái phiên bản của Ticknot. Thì mọi người biết là cái Ticknot thì nó là một cái thương hiệu mà ngày xưa nó là của Thụy Sĩ, đúng không ạ? Và em cũng về khá là nhiều với các cái mẫu Ticknot cho cả nhà mình rồi đấy ạ. Đấy. Và ở đây cái bản này thì em thì người chủ cũ ý, là người ta cái bản zin của nó nhé, bản zin của nó sẽ là bản đá ceramic và kính sapphire. Đây này, đá ceramic kính sapphire như thế này, nhưng mà chủ cũ là người ta không có đeo đến cái dây đá ceramic kia, và người ta có lắp lên một cái bộ dây, đó là bộ dây da. Đấy, người ta lắp lên một cái bộ dây da. Thì khi mà hàng tới nơi các anh chị nhận hàng ấy thì bao gồm đó là một cái bộ dây da. Người ta vẫn đang lắp này này, với cả một cái bộ dây zin của nó đấy. Đấy, cái bộ dây trước của nó đấy. Thì em vẫn gửi kèm luôn cho cả nhà mình luôn. Thì lúc nào mọi người thích thì mọi người đeo cái dây da, còn không thích thì mọi người có thể là lắp lại cái dây bằng đá ceramic kia cũng được. Đấy, đây là thương hiệu Ticknot. Ceramic Sapphire. Đấy, kính Sapphire. Một lịch ở vị trí góc 6 giờ. Đấy, và ở trên này thì nó sẽ có các cái viên đá này. Mặt đồng hồ rất là đẹp, đúng không ạ? Viền vỏ dây thì người ta cũng, bởi vì là dây người ta mua người ta đeo mà, vì thế cho nên là cái dây người ta cũng lắp các bộ dây rất là đẹp, rất là xịn, nên là mọi người yên tâm. Đấy, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đấy chưa ạ, mặt trước mặt sau. Bản này thì có size mặt đó là size 27.5 và càng của nó sẽ là 38. Cái này thì anh nam tay nhỏ, chị nào nữ tay to mọi người cũng đeo được. Đấy, mình thích đeo dây da thì đeo, mà mình không thích thì mình có thể là đeo dây ceramic này. Thì mọi người thấy cái đá ceramic này này, nó có rất là nhiều các cái ưu điểm. Đó là ví dụ như là, đây ví dụ bẩn nhá, người đeo cũ đi thế nào đi cho nữa ấy, thì mình lau sạch đi này, nó lại trở về như bình thường. Đây là nó hơi bị bám dính keo, nó lâu lâu một chút. Đấy, là nó đây nhá. Đấy, là nó sẽ lại như bình thường, nhìn chung nó lại rất là mới. Đấy chưa? Thì nó rất là hay như thế. Và thứ hai nữa đó là cái đá ceramic này thì càng đeo nó càng sáng. Nó đeo càng sáng. Bản này là vừa đá ceramic, nó mix với cả thép luôn. Đó, và nó rất là tốt cho những ai mà có các cái cơ địa mà hay bị dị ứng ấy, thì nó rất là tốt. Đó, và rất là dễ dàng vệ sinh. Đấy, thì đây là dây người ta đã lắp rồi. Thì em cứ gửi nguyên cả một cái hai bộ dây như thế này. Đó, và mẫu này thì hộp thì về thì nó hơi bị kiểu bị gãy mất cái bản lề một chút xíu thôi. Nhưng nếu mọi người mà để, mà mọi người để trưng bày hoặc mọi người để đồng hồ thôi thì vẫn sẽ rất là ok. Thì mẫu này thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, đó là 1.850.000. Dạ vâng, 1.850.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 349. 1850 mã 349. Tiếp theo sang ở mã 350, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Vì là do thời lượng video thì nó cũng khá là dài rồi, thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình. Đó là ở một cái phiên bản của MVMT. Dạ vâng, đây là phiên bản của MVMT. Về cái thương hiệu MVMT này thì cũng rất là nổi tiếng và được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam mình. Và nó có cả một cái trang web của MVMT luôn. Đấy, mvmtwatch.com. Được chưa? Và giá hãng của nó đang là 23.100 yên nhé. Tức là nó sẽ tương đương với khoảng từ 4 cho đến 5 triệu. Đấy, đây là Chronograph Silver Blue. Đây các anh chị thấy là bạc này, đúng không ạ? Tức là màu của nó sẽ là màu thép trắng này, màu của nó sẽ là màu xanh ở phía bên trong. Chạy 6 kim và chạy chức năng Chronograph. Nó có một lịch ở vị trí góc 4 rưỡi 5 giờ. Mẫu này thì cũng sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Bản này thì cũng hơi tiếc là nó cũng chỉ về đồng hồ thôi chứ nó cũng không có về hộp. Dây thép đúc nhá, và nó sẽ làm theo kiểu dạng phay xước này. Đấy, dây này còn nguyên luôn. Thấy chưa? Đây là mặt trước và đây là mặt sau, có số serial number. Và với cái phiên bản này thì dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Size mặt của nó sẽ là size 44.8 và càng của nó nhé, càng của nó sẽ là 52. Đấy, như cổ tay của em này là 16.5. Đấy, viền này, vỏ này, mặt này,
đúng không ạ? Deodorant nó rất là đầm tay, rất là chắc chắn luôn. Ở bàn này thì thôi em cũng để luôn cho cả nhà mình, đó là 1.750.000. 1.750.000, và mẫu này sẽ ở mã 350 và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mọi người có yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em nhé. Đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Dạ vâng, và xin chào tất cả mọi người ạ.